Xin chào các bạn nhé. Trong video này thì tôi muốn chia sẻ cho những cái tín đồ thời trang, những cái người mà yêu thích về giày sneaker, sáu cái thương hiệu thời trang hay là sáu thương hiệu giày nội địa của Trung Quốc tốt nhất hiện nay bây giờ, để cho các bạn hiểu thêm về cái giày thời trang nội địa của Trung Quốc nó tốt như thế nào. Bạn đã là cái tín đồ thời trang thì có lẽ các cái thương hiệu giày nội địa ở Trung Quốc ấy luôn là những cái điểm nóng mà được quan tâm. Thì so với những cái thương hiệu cao cấp khác, đắt đỏ khác đến từ châu Âu, châu Mỹ thì giày nội địa Trung Quốc ấy được hấp dẫn, được thu hút bởi cái mẫu mã rất là phong phú và giá rất là tốt. Nếu mà bạn muốn mua hoặc kinh doanh giày nội địa Trung Quốc ấy thì chúng ta không nên bỏ qua những cái thương hiệu nổi tiếng mà tôi sẽ chia sẻ sau đây. Bởi vì đây là top những cái thương hiệu giày nội địa Trung Quốc có chất lượng rất là cao và được khách hàng đánh giá tốt qua rất nhiều năm vừa rồi, và các bạn có thể tham khảo để sử dụng hoặc là để kinh doanh. Vậy thì câu hỏi đặt ra là giày nội địa Trung Quốc là gì? Đấy, giày nội địa Trung Quốc là gì? Tại sao chúng ta lại gọi là giày nội địa? Bản chất giày nội địa Trung Quốc ấy là những sản phẩm giày thời trang được sản xuất bởi những cái thương hiệu nội địa của Trung Quốc. Và những cái sản phẩm này không dùng để xuất khẩu mà chỉ được bày bán ở trong nước và người dân Trung Quốc sử dụng thì được gọi là giày nội địa của Trung Quốc. Và nếu như người Việt Nam mà chúng ta ấy muốn mua giày nội địa Trung Quốc hay các cái giày nội địa của Nhật, của Hàn, của Thái thì chúng ta phải mua qua hình thức xách tay hoặc là qua trung gian order vận chuyển về. Không riêng gì giày mà các cái sản phẩm nội địa Trung Quốc khác cũng khá được người Việt Nam yêu chuộng. Trong đó nổi trội nhất là các cái sản phẩm nội địa như là hàng điện tử này, gia dụng này, thời trang này, mỹ phẩm này, thực phẩm. Vậy thì tại sao giày nội địa Trung Quốc hay hàng nội địa Trung Quốc lại thu hút người tiêu dùng Việt Nam như vậy? Và liệu chất lượng của nó có tốt không? Đấy, thì đấy là câu hỏi cho các bạn nhé. Trước khi tôi muốn chia sẻ với các bạn 6 cái loại thương hiệu giày nội địa Trung Quốc tốt, đó là tại sao giày nội địa Trung Quốc ấy lại thu hút nhiều người quan tâm như vậy, được không ạ? Thì hiện nay ở thị trường Việt Nam ấy, rất nhiều người Việt Nam thường có cái nhìn không tốt về các sản phẩm có nguồn gốc made in China hay là nguồn gốc từ Trung Quốc. Và dường như mọi người đều gắn mác rằng là tất cả các hàng hóa, sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc ấy, đều kém chất lượng, đều là hàng giả, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Tuy nhiên thì thực tế hàng Trung Quốc đã tràn lan trên khắp thị trường Việt Nam với giá bán rất rẻ. Các bạn có thể thấy là giá bán rất rẻ. Nhưng mà các bạn cần phải biết rằng gì ạ? Không phải bất cứ hàng Trung Quốc nào cũng đều giả, đều kém chất lượng. Đấy, các bạn nhớ điều đó. Không chỉ hàng giày nội địa Trung Quốc ấy, mà tất cả các sản phẩm nội địa Trung Quốc thì dần dần đang thu hút được người tiêu dùng Việt Nam. Bởi vì mọi người hiểu ra một điều rằng gì ạ? Hàng nội địa chính là được sản xuất cho công dân của quốc gia đó sử dụng và là người dân Trung Quốc sử dụng. Chính vì vậy nó luôn luôn đảm bảo về chất lượng. Giống như việc là chúng ta hay sử dụng hàng Việt Nam xuất khẩu ấy, hàng Việt Nam chất lượng cao ấy, thì Trung Quốc cũng vậy. Vậy thì chắc chắn đối với những cái mặt hàng nội địa từ Trung Quốc hay Nhật Bản, Thái Lan ấy thì bạn hoàn toàn có thể an tâm về chất lượng, đặc biệt là giá cả khá là yêu thương, khá là tốt. Cũng chính điều này mà giày nội địa Trung Quốc ấy có sức hút rất lớn đối với người tiêu dùng, và một số những cái người kinh doanh ở Việt Nam đã nắm bắt được cái cơ hội này và họ có thể kiếm được rất nhiều tiền và phát triển được cái công việc kinh doanh của mình. Vì giày Trung Quốc ấy, giày nội địa Trung Quốc ấy luôn là cái sản phẩm mà có sức hút rất lớn đối với nhiều người, không chỉ ở giá thành này, mẫu mã phong phú này, mà còn ở chất lượng rất là cao. Và đây sẽ là những cái sự lựa chọn cho những bạn mà có ý tưởng kinh doanh giày thời trang Trung Quốc. Tuy nhiên, không phải thương hiệu giày nội địa Trung Quốc nào cũng mang đến chất lượng tốt, do đó là bạn phải tìm hiểu, lựa chọn những thương hiệu giày uy tín. Điều này thì nó sẽ quyết định đến chất lượng sản phẩm cũng như là sự tin tưởng của người dùng đối với cái mặt hàng mà các bạn kinh doanh. Vậy thì bây giờ không để mất thời gian nữa, tôi sẽ chia sẻ luôn cho các bạn là 6 cái thương hiệu giày nội địa của Trung Quốc tốt nhất hiện nay. Tốt nhất hiện nay và thế giới đánh giá rất cao. Ngoài thị trường người dân Trung Quốc ra thì ở trên thế giới họ đánh giá cũng rất là cao luôn.
Thương hiệu đầu tiên là thương hiệu giày Billy. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ luôn cho các bạn, là tôi sẽ quay luôn cái màn hình ở trên website của Tăng 3168 để cho các bạn xem là cái mẫu mã hình dáng và cái logo thương hiệu của các loại giày này như nào nhé. Thì các bạn để ý này, thương hiệu đầu tiên là giày Billy. Thì Billy là cái thương hiệu giày nữ lớn nhất tại Trung Quốc và nó được thành lập năm 1991 tại Quảng Đông. Billy sản xuất, phân phối và bán lẻ các sản phẩm giày dép từ đơn giản thanh lịch đến cầu kỳ cá tính hiện đại, và luôn mang đến những cái mẫu mã mới nhằm đáp ứng kịp cái xu hướng hiện đại. Billy thì cũng sở hữu một số cái giày dép tức là họ sở hữu một số cái thương hiệu giày dép lớn ở Trung Quốc, ví dụ như là Billy này, Staccato này, Joan Pia này, Billy này, GP Japan này. Đấy, và họ phân phối giày dép dưới các cái nhãn hiệu được cấp phép. Họ phân phối những cái thương hiệu nổi tiếng của thế giới mà được cấp phép, ví dụ như là Bata này, Caterpillar này, Clash này, Fliprope này, Hush Puji này, hoặc là Map Masito này. Đấy, thì đấy là những thương hiệu mà Billy phân phối. Thương hiệu thứ hai mà khá là quen thuộc với người dân Việt Nam, đó là thương hiệu thời trang Lining. Thì Lining là một trong những cái thương hiệu thời trang thể thao các bạn nhớ nhá, lớn ở Trung Quốc và chủ yếu cung cấp các cái sản phẩm thể thao bao gồm giày dép này, đồ thể thao này, thiết bị và phụ kiện. Thì cái thương hiệu này được tạo ra vào năm 1990 bởi Lining, là tên của ông chủ ấy. Và Lining chính là vận động viên thể dục dụng cụ Olympic Trung Quốc. Và thương hiệu này đã được thiết lập một cái mạng lưới phân phối bán lẻ rộng khắp Trung Quốc luôn. Và ở Việt Nam thì chúng ta cũng quen thuộc với cái thương hiệu Lining rồi. Và có rất nhiều cửa hàng thời trang ở Việt Nam có bán các cái giày thể thao về Lining và đã được người tiêu dùng đón nhận một cách rất là ok rồi. Cái thương hiệu giày thứ ba mà cực kỳ tốt và tôi cũng thường xuyên sử dụng, đó là thương hiệu giày Camel. Camel là con lạc đà ấy. Thì Camel là một trong những thương hiệu giày bán chạy nhất tại Trung Quốc, các bạn nhớ. Các bạn nhớ nhé, thương hiệu giày này bán chạy nhất ở Trung Quốc, nội địa Trung Quốc. Camel là thuộc sở hữu của công ty Camel, có trụ sở tại Quảng Châu, Quảng Đông. Và Camel nổi tiếng ở Trung Quốc về thiết kế này, sản xuất này, phân phối này, bán lẻ và xuất khẩu giày da, giày ngoài trời và giày thông thường, sneaker nữa. Thì đây là thương hiệu giày bán chạy nhất tại Trung Quốc, ở trên các cái trang thương mại điện tử lớn như là Alibaba, Taobao, 1688 và Tmall. Thương hiệu giày tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn đó là thương hiệu giày Giacon. Thì đây là thương hiệu được thành lập năm 1992. Giacon là một trong những công ty giày nổi tiếng và giành nhiều giải thưởng nhất ở Trung Quốc, chuyên về thiết kế, phát triển, sản xuất và bán giày với các hoạt động khắp ở Trung Quốc. Hiện nay thì Giacon có hơn 8.000 nhân viên làm việc tại 35 trung tâm bán hàng khu vực trên cả nước, cũng như là hơn 3.500 cửa hàng được nhượng quyền. Giacon này thì nó làm theo phương pháp là nhượng quyền. Đấy. Tôi thấy là Giacon thì gần như là chưa xuất hiện ở Việt Nam đâu ạ. Thì đây cũng chính là cái cơ hội cho các bạn để các bạn có thể kinh doanh cái thương hiệu này. Một cái thương hiệu giày thể thao nữa cũng khá nổi tiếng cùng với lại Lining, đó là thương hiệu giày thể trang giày thể thao Anta. Anta Sports Product Limited là công ty hàng đầu trong thị trường đồ thể thao và là một trong những nhà sản xuất giày thể thao lớn nhất tại Trung Quốc với giá trị thị trường lên tới gần 7 tỷ đô la vào năm 2018-19 gì đó. Và nó liên quan đến kinh doanh này, thiết kế này, phát triển sản xuất và tiếp thị đồ thể thao. Các sản phẩm mà Anta cung cấp ấy, bao gồm giày thể thao này, đồ may mặc này và phụ kiện mang thương hiệu Anta. Anta Sport ấy cũng chính là nhà tài trợ chính thức cho nhiều đội thể thao và các cầu thủ
cũng như các hiệp hội cao cấp gồm Clay Thompson, Rayson Rondo, Chandler Parsons, Kevin Gardner hoặc huyền thoại quyền Anh NBA và Philippines Manny Pacquiao ấy. Đấy là những cái tên thương hiệu mà tôi thấy nó nổi tiếng mà Anta đã tài trợ. Tiếp theo một cái thương hiệu giày nữa cũng rất là nổi tiếng hiện nay, đó là thương hiệu giày Red Dragonfly. Red Dragonfly là một trong những công ty giày hàng đầu tại Trung Quốc, và với cái hoạt động kinh doanh cốt lõi là sản phẩm và bán giày da, hàng may mặc dưới thương hiệu là Red Dragonfly. Thì đây cũng là một trong những nhà sản xuất giày da lớn nhất tại Trung Quốc. Các sản phẩm chính của công ty là những sản phẩm dành cho những người đàn ông trưởng thành này, những giày nữ này, giày trẻ em này, giày may mặc, thắt lưng da, ví da, túi xách da, vali và nhiều phụ kiện khác nữa. Thì đấy là 6 cái thương hiệu giày thời trang tốt nhất ở nội địa Trung Quốc hiện nay, và các bạn có thể tham khảo mua về sử dụng hoặc các bạn có thể nhập về để kinh doanh. Vậy thì câu hỏi đặt ra cho các bạn là làm sao để chúng ta có thể mua được giày nội địa Trung Quốc và ship về Việt Nam? Thì mua giày nội địa Trung Quốc ấy, giá rẻ sẽ giúp bạn tối ưu được ngân sách cho kế hoạch kinh doanh của bạn. So với giày thương hiệu khác thì giày nội địa Trung Quốc khá được ưa chuộng bởi nó đảm bảo cái chất lượng, giá cả và hơn hết là rất phong phú về mẫu mã. Và nếu bạn muốn tìm nơi để mua giày nội địa Trung Quốc thì các bạn có thể tham khảo trực tiếp tại các cái sàn thương mại điện tử Trung Quốc, hoặc đánh hàng trực tiếp tại các cái chợ đầu mối Trung Quốc như ở Quảng Châu chẳng hạn. Đấy, thì các cái trang web nổi tiếng tại Trung Quốc được nhiều người chọn mua ấy, thì các bạn có thể mua ở trên trang Taobao này, thì đây là trang bán lẻ nội địa Trung Quốc, hoặc là các bạn mua trên sàn thương mại 1688.com thì đây là trang thương mại tự bán sỉ hàng nội địa Trung Quốc nhá. Hoặc là các bạn có thể mua giày Trung Quốc ở trên trang Tmall.com thì đây là cái web bán lẻ hàng thương hiệu nổi tiếng nội địa của Trung Quốc. Thì đấy là ba cái website mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn. Tuy nhiên thì việc trực tiếp đánh hàng hoặc đặt hàng online tại website này sẽ khiến các bạn mất khá nhiều thời gian và gặp không ít khó khăn. Vì bạn sẽ không am hiểu về tiếng Trung Quốc này, khó khăn trong việc thương lượng với người bán nếu không biết tiếng Trung. Bên cạnh đó thì nếu các bạn chưa từng mua theo hình thức này thì khả năng bạn sẽ không tìm được cái shop uy tín và chất lượng tốt. Tuy nhiên thì tôi có rất nhiều những cái video hướng dẫn cho các bạn cái cách thức đặt mua hàng Trung Quốc rất là dễ dàng. Các bạn có thể click vào cái kênh của tôi ấy để các bạn xem những cái video. Tôi có một series hướng dẫn các bạn cách thức mà chúng ta đặt hàng, thì các bạn có thể hoàn toàn xem video đó và đặt được hàng Trung Quốc, đặt được 6 cái thương hiệu giày này nhá. Thì nó rất là đơn giản thôi. Các bạn nhớ là hãy chia sẻ và đăng ký kênh của tôi nhá, để giúp tôi có thể có động lực để chia sẻ thêm cho các bạn. Vì vậy tốt nhất là bạn nên mua giày nội địa Trung Quốc thông qua các cái dịch vụ mua hàng hộ của công ty vận chuyển hàng Trung Quốc ấy. Thì với dịch vụ này thì bạn sẽ không lo về việc tìm kiếm sản phẩm này, không lo về việc thanh toán này, không lo về việc vận chuyển về đến tay các bạn này. Bởi vì cái đơn vị mua hộ này sẽ giúp các bạn giải quyết mọi vấn đề khó khăn mà các bạn gặp phải. Thì đấy là cái lời khuyên của tôi. Và nếu các bạn cảm thấy khó khăn thì các bạn hãy xem những cái video clip mà tôi chia sẻ cho các bạn về cái cách thức nhập hàng Trung Quốc. Các bạn có thể tự tay nhập hàng, tự tay đàm phán với người Trung Quốc, và các bạn có thể theo dõi được cái đường vận chuyển từ Trung Quốc về đến nhà của các bạn nhé. Ngoài ra thì nếu các bạn muốn tư vấn thêm, các bạn chưa hiểu rõ thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua cái số điện thoại, cái link Facebook cá nhân, cũng như là website, cũng như là fanpage của tôi để ở trong phần mô tả nhé. Thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn hết, tôi sẽ hướng dẫn các bạn trực tiếp luôn. Tôi không ngại cái việc đó, thì các bạn cứ liên hệ với tôi nhé. Thì đến đây cái video clip giới thiệu cho các bạn top 6 cái thương hiệu thời trang uy tín nhất và tốt nhất ở Trung Quốc hiện nay thì xin tạm dừng đây. Các bạn nhớ đăng ký, chia sẻ và like cái video clip của tôi, nhớ đăng ký kênh của tôi nhé, để giúp tôi có thêm động lực để chia sẻ cho các bạn nhiều các cái video hay hơn nữa. Đến đây thì tôi xin kết thúc cái video này. Hẹn gặp lại các bạn, và
Chúc các bạn thành công trong việc kinh doanh trong năm mới này. Ok, bye bye, hẹn gặp lại.